Chiều ngày 27 tháng 1 năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thịnh chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2021. Dự phiên họp có đồng chí Lê Nguyễn Thành trung phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Giang Bắc, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn liên quan. Tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét thông qua nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 14. Xem xét thông qua chương trình công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân huyện. Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và một số nội dung quan trọng khác. Theo dự kiến, Hội đồng nhân dân huyện khóa 14 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân là 35 người, chia thành 7 đơn vị bầu cử, cơ cấu, thành phần gồm đại biểu tổ chức chính trị, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế, tôn giáo, đơn vị hành chính cấp dưới. Cơ cấu kết hợp dự kiến gồm 57% đại biểu cấp ủy huyện, 5,7% đại biểu là người ngoài đảng, 20% đại biểu trẻ, 45,7% đại biểu tái cử, đại biểu phụ nữ chiếm tỷ lệ ít nhất 35%. Tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận phiên họp. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp các ý kiến tham gia, chỉnh sửa, ra soát số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 14, xây dựng văn bản báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, ra soát chương trình công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân huyện, chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện để ban hành.